Những động thái của nghệ sĩ Hoài Linh khi bị vợ ông Dũng Lò Vôi réo tên. Nghệ sĩ Hoài Linh đã có động thái đầu tiên sau khi bỗng dưng bị vợ ông Dũng Lò Vôi réo tên vào cuộc ồn ào liên quan đến thần y Võ Hoàng Yên. Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng tỏ ra giận dữ khi các nghệ sĩ trên từng gặp gỡ, chữa bệnh ở chỗ ông Võ Hoàng Yên, nhưng không lên tiếng khi vụ kiện cáo thần y lừa đảo nổ ra. Tôi nhờ họ lên tiếng cho tôi, dù tốt hay dù xấu, thì cũng nói thay cho tôi một lời. Nhưng quý vị thấy không, họ vẫn im lặng, họ vô tâm, vô can, vô cảm, vô tình với cộng đồng, bà Hằng nói. Giữa lúc ồn ào từ trên trời rơi xuống, nghệ sĩ Hoài Linh đều giữ im lặng. Đến chiều 17 tháng 4, nam nghệ sĩ đã có động thái mới trên trang cá nhân. Theo đó, nghệ sĩ gạo cội không hề đả động đến những câu chuyện liên quan đến bà Phương Hằng, mà khoe thành tích khủng sau một thời gian dài làm YouTube. Nay kênh số chụp lại cũng thú vị chứ nhỉ. Sau 3 tháng 6 ngày, kênh em cũng đã chạm đến nút vàng rồi. Cảm ơn bà con, nghệ sĩ Hoài Linh viết. Dưới phần bình luận, dàn sao Vbiz như BB Trần, Hoài Tâm, Thúy Nga đã liên tục gửi lời chúc mừng và ngưỡng mộ vì thành tích quá khủng của nghệ sĩ Hoài Linh. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đưa quyết định xử phạt bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng còn gọi là Dũng Lò Vôi, 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và danh dự uy tín của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, ngày 4 tháng 3, 2021, mạng xã hội xuất hiện đoạn video nhan đề bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ phát hiện ông Võ Hoàng Yên lừa mình sau nhiều năm từ một tài khoản có tên là Hoa Lệ Sài Gòn. Trong video, bà Nguyễn Phương Hằng phát biểu rằng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận căn cứ giấy phép của Hà Tĩnh, cho nên ông Võ Hoàng Yên vẫn hoạt động chùa đó, Bình Thuận bao che cho ông. Tuy nhiên, phía Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận phối hợp với Sở Y tế xác minh làm rõ khẳng định việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho ông Võ Hoàng Yên, ngụ xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, được thực hiện đúng theo quy định.